Bích Phượng kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020. Đến với bản tin hoa thịnh đốn tối nay gồm có nhạc lá bồ đề và bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện. Tú Linh xin kính chào quý vị Kính mời quý vị đến với nhạc lão Bồ Đề với câu chuyện Hồi ký của Charlie, người may mắn sống sót sau thảm họa Titanic, chuyện do viên hùng sưu tầm, tú linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Charlie quyết định viết 17 trang hồi ức, kể lại chi tiết vụ tai nạn kinh hoàng mà ông đã chứng kiến. Từng câu, từng chữ của ông chưa bao giờ sống động và dồn dập đến vậy. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đêm hôm đó, phụ nữ và trẻ em lên trước. Khi mệnh lệnh vừa vang lên, nhiều người rời thuyền cứu hộ. Họ lặng lẽ bước ra phía sau, châm điếu thuốc và hút. Charlie không thấy bất kỳ một phụ nữ hay trẻ em có ý định bỏ lại những người đàn ông thân yêu của họ. Tất cả mọi người dường như rất bình tĩnh trước cái chết, dù đó là một thương nhân nổi tiếng hay một người hầu. Khi chiếc thuyền cứu hộ đầu tiên được đưa xuống mặt nước, Charlie đã hỏi một người phụ nữ họ Crow, khi ấy đang đứng ở trên boong tàu rằng: "Bà có muốn tôi đưa bà lên thuyền cứu hộ không?" Người phụ nữ lắc đầu: "Không, tôi nghĩ vẫn là ở lại trên tàu thì tốt hơn." Người chồng của bà hỏi: "Tại sao em lại không muốn đi lên thuyền cứu hộ?" Người phụ nữ mỉm cười trả lời: không, em vẫn muốn ở bên cạnh anh. Cũng kể từ đây, Charlie không bao giờ còn gặp lại đôi vợ chồng này nữa. Astor Đệ Tứ, một nhà kinh doanh, nhà phát minh, nhà văn nổi tiếng và là một trong những người giàu nhất thế giới lúc bấy giờ. Sau khi đưa người vợ mang thai năm tháng tuổi lên thuyền cứu hộ, một tay dắt chó, còn tay còn lại châm điếu xì gà rồi hét to lên về phía chiếc thuyền cứu hộ đang trôi dần về nơi xa. Anh yêu hai mẹ con. Thuyền phó thứ nhất đã ra mệnh lệnh cho Astor đệ tứ lên thuyền. Nhưng ông kiên quyết trả lời rằng phải bảo vệ phái yếu. Sau đó, ông nhường chỗ của mình cho một người phụ nữ ở khoang hạng ba. Vài ngày sau, khi bình minh vương lên trên mặt biển Đại Tây Dương, đội cứu hộ tìm thấy thi thể ông trong tình trạng đầu bị chấn thương nghiêm trọng do đập vào ống khói. Khối tài sản của ông đủ để chế tạo 10 con tàu Titanic. than Nhưng Astor đệ tứ đã từ chối tất cả. Ông chọn cái chết để bảo vệ người thân yêu của mình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em và bảo vệ nhân cách của mình. Ben Guggenheim, một nhà tỷ phú một nhân vật nổi tiếng trong ngành ngân hàng trong giờ phút nguy năng nhất khi tất cả mọi người đang hối hả và vội vã ông thản nhiên thay một bộ đồ vết dạ hội sang trọng và tuyên bố tôi phải chết thật trịnh trọng trong lời nhắn gửi cho vợ viết trên con tàu này không có bất kỳ một phụ nữ nào vì anh cướp chỗ trên chiếc thuyền cứu hộ mà bị bỏ lại trên bon tàu anh sẽ không chết giống như một tên khốn. Anh sẽ giống như một người đàn ông chân chính. Một thủy thủ đề nghị với Charles, nhà sáng lập công ty bách hóa Macy của Mỹ. Cũng là người giàu thứ hai. Tôi bảo đảm sẽ không ai phản đối một người già như ngài bước lên thuyền cứu hộ đâu. Charles nói tôi sẽ không đi khi những người đàn ông khác còn đang ở lại khi ông đã cố gắng khuyên dạy bà Rosalie, vợ của mình, lên thuyền cứu hộ, thì bà vẫn một mực từ chối. Bà nói, bao nhiêu năm qua, anh đi đâu là em theo đến đó. Em sẽ cùng anh đi đến bất cứ nơi nào mà anh muốn. Sau đó, ông tròn cánh tay của bà Rosalie, thông thả, bước đến chiếc ghế trên boong tàu, ngồi xuống và chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời. Ngày nay, tại Bronx, thành phố New York, người ta xây một tượng đài để tưởng niệm vợ chồng của ông Charles. Trên đó khắc hàng chữ, tình yêu không thể nào nhấn chìm, dù có nhiều nước biển hơn nữa. Một doanh nhân người Pháp tên Nahu đưa hai cậu con trai của mình lên thuyền cứu hộ, nhờ một vài người phụ nữ chăm sóc cho chúng và mình thì từ chối lên thuyền. Sau khi hai đứa con trai được cứu sống, báo chí khắp nơi trên thế giới đều rầm rộ đăng hình ảnh của hai đứa trẻ này, cho đến khi mẹ của chúng từ hình ảnh nhận ra được chúng trong giờ phút nguy kịch. Lady Park ôm chặt lấy người chồng mới cưới, không muốn thoát chết một mình. Vì bất đắc dĩ, chồng Lady Park phải đắm cô ngất xỉu khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình trên chiếc thuyền cứu hộ đang trôi lên đên ngoài biển. Về sau, Lady Pat cả đời không tái giá, sống cuộc đời độc thân để hoài niệm người chồng đã mất của mình. Trong buổi họp mặt của người may mắn sống sót tại Lausanne, nước Thụy Sĩ, bà Smith kể lại, lúc đó hai đứa con của tôi được bế lên thuyền cứu hộ. Vì quá tải nên tôi không thể lên thuyền nữa một người phụ nữ ngồi trên thuyền cứu hộ khi ấy đã đứng dậy, rồi khỏi chỗ ngồi, rồi đẩy tôi lên và hét lớn với tôi một câu. Ngồi đi, những đứa trẻ không thể thiếu mẹ. Bà hối tiếc vì lúc đó đã không hỏi tên người phụ nữ đó. Những người thiệt mạng trong vụ tai nạn này còn có tỷ phú Asit, nhà báo nổi tiếng Steve, thiếu tá pháo binh bà, kỹ sư Robert, nổi tiếng, vân vân. Họ nhường chỗ của mình trên thuyền cứu hộ cho những phụ nữ nông dân không một đồng trên người. Hơn 50 nhân viên cấp cao trên tàu Titanic. Ngoài thuyền phố thứ hai, Charlie Lightoller chỉ huy cứu hộ may mắn sống sót toàn bộ đều hết mình cứu người trong cương vị của mình. Khoảng 2 giờ sáng, nhân viên điện báo số 1 John Philip nhận được mệnh lệnh bỏ tàu của thuyền trưởng mọi người tự mình cứu mình. Nhưng ông vẫn ngồi trong phòng thông báo, vẫn giữ tư thế phát tín hiệu SOS liên tục cho đến phút cuối cùng. Khi đuôi tàu bắt đầu chìm xuống nước, Charlie nghe thấy vào khoảng khắc cuối cùng, khoảng khắc của sinh tử, của sinh ly tự biệt, những lời yêu thương vang lên, love you, I love you, trong bức màn đêm đen tối nhuộm đậm đau khổ và chia ly tinh thần quý tộc nổi lên như ngọn đuốc rực sáng khắc họa lên một tuyệt tác vĩ đại về nhân cách và đạo đức con người giáo dục lối sống không chỉ là lý thuyết những bài học đạo đức ăn sâu vào tâm thức trở thành kim chỉ nam cho hành động của mỗi người nhân sinh như cõi mộng dù cho người đó giàu có bao nhiêu hay nghèo kém cỡ nào đứng trước sinh tử cũng đều chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ quan trọng hơn khi ấy người ta mới thật sự nhận ra điều quan trọng nhất của cuộc đời không phải là vật chất không phải là quyền danh càng không phải nhận lại điều gì cho mình mà là cho người khác là vị tha vị tha hàm chứa một sức mạnh đặc biến những con người xấu xố trong cơn bạo biến kinh hoàng năm ấy trở thành biểu tượng vĩ đại của tấm lòng thiện lương cao cả trong một hoạn nạn một hoàn cảnh nào có lẽ từ câu chuyện này chúng ta học được vài điều hữu ích một chút nhân nghĩa lễ dũng trí và tính trái đất ngày thêm chật chội hơn nhiều biến cố hơn chính là lúc chúng ta học chấp nhận người khác học bình thản và học yêu thương Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lão bồ đề 2 com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.